Chào anh Tiên nha. Mới tới anh. Dạ mới tới. Nay có gì mới không anh Tiên? Có gì mới? Vẫn như mỗi ngày à? Nay anh bán được nhiều không anh Tiên? 80 trái. Bữa nay mình ra sớm anh Tiên? Hả? Nay mình ra sớm không? 6 giờ. Chạy đường xa. À, sao? Tôi tên Truyền á. Gì? Truyền à. Và bữa giờ em kêu Tiên anh cũng không nói em luôn. Truyền hả? Truyền bóng đó hả? Hay là chữ TR ấy à? TR. Mọi người nói anh Tiên ở anh Truyền á là ở đây là gọt hơn là bá đạo nhất á, hay nhất. Ai cũng phải xem anh gọt hơn nhanh đẹp. À coi anh gọt rồi mọi người. Nhanh lắm. Cá này ở đâu? Em hả? Em ở Biên Hòa. Thì ra tôi cũng Biên Hòa. Trong hũ. Không ở gần thôi, ở đó ở gần kế đó. Vô nó dễ. Dễ. Anh em có bây giờ này sao rồi? Chị ơi nội bộ lục đục lắm kìa. Tăng ai dạo? Tăng rồi vậy. Tăng hả? Em hỏi sáng nào con cũng đi sớm hả? Con đi làm ăn mẹ. Mẹ kêu chở mẹ đi theo đi. Nói thôi mẹ chở mẹ theo sao con làm ăn được. Nhi, con ngồi vô ghế đi Nhi. Lúc nay anh nói mình bên nay bao nhiêu trái anh không chuyện? Dạ thơm 80. Thiệt mà. Đi đi hôm nay chủ nhật có đi làm anh Tiên? Đó, chị Duyên, đúng rồi. Không, hay làm miếng không có ngày nào nghỉ vậy? Làm suốt vậy ta. Con lại con coi cái đó là một đôi hay là hai đôi. Con coi cho dép của chị Duyên. Đây để nè, thắng nè. Một đôi đúng không? Đó là một đôi đúng không? Đâu đâu luôn. Có. Hai đôi. Bé ơi, chú kìa, chú cho kìa. Ồ, chú tặng vé số. Chiều nay chúng đặc biệt nha. Chiều nay chúng đặc biệt nha bé Nhi. Rồi, cho chú con nha. Ờ, đó đó. Rất là nhanh nữa nha. Anh Tiên, anh Truyền rồi gọt cái thơm rồi, rất là nhanh. Anh gọt thơm chuyên nghiệp luôn. Quá nhanh, cái thơm gọt chút xíu. Cộng đồng mạng hâm mộ anh lắm anh. Mọi người nói anh Tiên hiền. Hiền, đẹp chịu trai. Chịu khó. Không ra trò chỉ thơm 5 phút luôn đâu. Không tới luôn. Không tới đâu. Cái thơm nhanh lắm. Thì đúng nhanh luôn hả? Nè, có ảnh gọt nè, cả nhà. Dạ, cạnh nha. Cạnh nha. 42 vậy. Gọt nhanh mà đẹp luôn á. Ảnh khứa không à. Mà ảnh cầm cái dao này, cái đầu tỉa á. Đó, anh đã không? Gọt.
1 phút 30 giây. Thì đúng 1 phút 30 giây nè. Một phút 10 giây. Giờ hiện tại là 1 phút 10 giây. Một phút 15 giây. Anh đi gọt một trái thơm là 1 phút 15 giây. Quá nhanh rồi mọi người. Một phút 15 giây à. Chào anh. Chào anh này qua anh gì quên, chị Duyên đó, anh gì quên này. Anh Phước, Cường Xanh phải không? Anh Phước YouTube trong Rừng Xanh. Anh Phước YouTube trong Rừng Xanh. Anh Nghĩa mà phải không anh Phước? Anh Nghĩa chứ, đúng không? Anh này là làm Nghĩa Rừng. Nghĩa Rừng Xanh. Nghĩa Rừng, Nghĩa Rừng. Anh chào chị Tử nha. Ủa, em nhớ là anh nói bữa nay anh không ra được mà anh ốp mà. Ốp, con cá đủ. Bình luận ở trên ấy xong con cá, con cá không nhắn tin Zalo. Mai chủ nhật mày không ra là tiếc lắm á nha, nhiều cái hay lắm. Mà cũng gán bò. Nào chị Mai gán ra. Chứ tính nghỉ cũng vừa. Hôm nay thơm gần hết hay gì? Ừ, nhà nhanh ha. Mà gọt nhanh đúng không chị? Dạ, mà gọt thì... Hôm nay chủ nhật người ta đi chợ từ từ đi chị. Dạ đúng rồi. Chủ nhật thường quá, hôm nay em thấy bán chậm lắm. Tại giờ người ta không có đi làm nữa, ta cũng nuôi. Chưa bán được. Thường ngày thì sáng bán được. Rồi chủ nhật thì chưa bán được. Cái đóng sách vở á, cái đóng sách á. Bỏ đi Tây Nguyên đi, thấy cả chùa đi. Cô đi rồi, cô đi rồi. Con ơi, lấy bao bỏ cho bà nè. Rồi lấy bao bán cho bà. Bà biết như hôm nay là gọt quên giờ làm luôn nghe mọi người. 7 giờ rưỡi làm mà giờ như 7 giờ 20. Chủ nhật nên bán rất là chậm nha mọi người, nên còn thơm rất là nhiều.